một em bé sinh ra ngày 22 tháng 2 2022 lúc 2:22 sáng ở phòng số 2. Tất Đó là tên cả bài đều đúng là hai bài. hết rồi. Với cái việc bây giờ người ta mới thêm vào đây hai người, tức là ba mẹ đó, tức là hai hai vợ chồng ha, hai người hai lời nói I do, hai chiếc nhẫn, sinh ra em bé vào một cái ngày mà không thể nào quên được. Đây là cặp vợ chồng mà cũng hy hữu nữa, tại vì chuyện xảy ra ở North Carolina đó. Thì bà mẹ của em bé đó, đây bà này sống sót sau cơn bệnh ung thư, tưởng rằng không bao giờ có con được, nhưng mà chắc là Thượng Đế nghe lời cầu nguyện cho nên đã giúp cho bà có thai, rồi sau đó sinh con ra vào một cái ngày mà không thể nào quên được, cái giờ phút không thể nào quên được, và cái phòng đó nữa, phòng số 2 nữa quý vị. Đây là Aberly và Hank Spear. Hai người này đã sẽ không bao giờ quên ngày này cho đến suốt cuộc đời của họ. Tại vì ngoài cái việc mà sống sót sau cái cơn bệnh ung thư, thì ngày hôm qua đã hạ sinh ra một bé gái 2:22 sáng ở phòng số 2 tại nhà thương Alamance Regional Medical Center. Khi sinh ra đó thì mọi người đều chúc mừng, và người ta nhìn lại những cái giấy tờ đất mà người ta điền vào đó, người ta tại sao cũng 2:22 mà tại sao cái phòng cũng là phòng số 2 nữa. Thì ngày hôm ra nó là một chuỗi số 2. Thì khi mà đăng lên như vậy đó, quý vị tưởng tượng là có bao nhiêu triệu người đã gửi lời chúc mừng đến cho cái cặp vợ chồng này hy hữu nữa. Thì đây là cái chuyện mà một trong những cái chuyện chắc chắn là trong những ngày sắp tới mình cũng sẽ nghe được nhiều cái chuyện kỳ lạ nó xảy ra vào ngày 22 tháng 2 2022.